Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tin tổng hợp của ống kính hậu trường. Sau đây là các tin mới trong ngày. Vợ chồng bà Phạm Kim Dung lên tiếng về lùm xùm của cậu mợ bé. Kim Tuấn thiệt ghi điểm với hành động tinh tế khi hôn Puka, Rose, Blackpink lộ thân hình gầy gò đáng báo động. Rầm rộ ảnh cắt phượng thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa. Chipu được fan Trung tiếp sức hoành tráng trước chung kết. Vợ chồng bà Phạm Kim Dung lên tiếng về lùm xùm của cậu mợ bé. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung có động thái mới sau khi bị cư dân mạng chất vấn về sự xuất hiện của Miko Lan Trinh và cậu bé. Đêm diễn thời trang Việt Nam Beauty Fashion Fest thuộc khuôn khổ của cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 đã gây ra cuộc tranh cãi lớn khi đoạn clip Miko Lan Trinh và cậu bé có mặt tại sân bay chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tổ chức. Sau hàng loạt ồn ào đời tư thời gian qua, việc cả hai trở thành khách mời trong một sự kiện thời trang khiến nhiều cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung bày tỏ ý kiến. Trước thắc mắc của một tài khoản vì sao lại mời Miko Lan Trinh và Kenji tham gia sự kiện, bà Phạm Kim Dung lên tiếng, hai bạn ấy sẽ không đến show nha con ơi. Hiện tại, nữ CEO cũng đã tắt tính năng bình luận trên trang cá nhân. Bà trùm hoa hậu cho biết, hai bạn khách mời có lẽ các bạn cũng đọc thông tin, có thể các bạn cũng ngại ảnh hưởng tới chương trình nên đã có những kế hoạch riêng. Các bạn sẽ không đến dự show nữa để khán giả tập trung vào show hơn là tập trung vào các bạn. Về phía đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, tôi nghĩ khán giả là những người công tâm, họ thương khi thấy nghệ sĩ có những điều cảm hứng có giá trị trong cuộc sống, nhưng họ bất bình khi có nghệ sĩ vướng phải drama, làm họ cảm thấy thất vọng hay tổn thương về hình ảnh mà người ta mong đợi. Còn về cá nhân từng trường hợp, tôi xin phép không bình luận sâu thêm, nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ là con người bình thường cũng sẽ có những va vấp. Trước sức ép của dư luận, Miko Lan Trinh và người yêu đồng giới đã không xuất hiện tại đêm diễn của Miss World Việt Nam mặc dù trước đó cả hai bày tỏ cảm xúc rất háo hức. Kim Tuấn thiệt ghi điểm với hành động tinh tế khi hôn Puka. Hành động đặc biệt của Kim Tuấn Kiệt dành cho Puka trước mặt dàn sao đang khiến fan suýt xoa. Những ngày vừa qua, loạt khoảnh khắc Puka và Kim Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới pha kè trên chương trình Hành Trình Rực Rỡ khiến hội đời thuyền dần dần. Không chỉ được dàn sao mong thành đôi, Puka và Kim Tuấn Kiệt còn được công chúng yêu mến vì quá xứng đôi vừa lứa. Dù 7.749 lần thả thính nhau nhưng Kim Tuấn Kiệt ghi điểm bởi hành động tiết chế, tinh tế dành cho Puka. Theo đó, trong chương trình khi được dàn sao đề nghị hôn nhau, Kim Tuấn Kiệt đã cầm tay bạn gái tin đồn nhưng lại đặt nụ hôn lên tay chính mình. Ca sĩ Anh Tú đã chia sẻ lại khoảnh khắc này và hài hước trêu ghẹo Kim Tuấn Kiệt, từ mà bố cô dâu, tôi đuổi chú rể về nhà ngay. Ai đời, từ ông chủ hôn tới quan viên hai họ kêu hôn mà rể hôn tay mình thế này thì có mà chết giờ. Song song với ông Mai Bà Mối phấn khích vì khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi, nhiều khán giả cũng dành lời khen vì hành động hạn chế đụng chạm đến đồng nghiệp nữ trên sóng truyền hình của Kim Tuấn Kiệt. Trước đó, Kim Tuấn Kiệt từng phải diễn cảnh hôn Puka trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Tuy nhiên, khi đó nam ca sĩ đã khéo léo dùng tay che mặt khi bị ống kính bắt cận nụ hôn. Trong một tập Talk Show với Sam, Kim Tuấn Kiệt cũng áp dụng cách hôn tay chính mình khi được đàn chị yêu cầu có cử chỉ thân mật. Nói tới cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò nhiều nhất trong thời gian qua không thể không kể tới Puka và Kim Tuấn Kiệt. Trong 3 năm qua người hâm mộ liên tục chỉ ra những bằng chứng rõ mồn một về mối quan hệ tình cảm của cặp đôi này. Cả hai nhiều lần bị người hâm mộ bắt gặp dùng đồ đôi với nhau, đi du lịch nghỉ dưỡng cùng địa điểm. Vào khoảng gần cuối năm 2019, tin đồn hẹn hò của họ bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn thông qua các cử chỉ tình cảm khi họ cùng đi quay chương trình Việt Nam Tươi Đẹp. Tin đồn xuất hiện khi Puka chỉ mới chia tay chồng chưa cưới được 5 tháng. Vào tháng 4 năm 2019, gây xôn xao khi được ai nấy đi với chồng sắp cưới là đạo diễn Diệp Tiên. Câu chuyện chia tay của hai người đã làm nhiều người tiếc nuối. Đồng thời, vào khoảng thời gian đó, Kim Tuấn Kiệt cũng bỏ theo dõi bạn gái. Fan hâm mộ dấy lên tin đồn gương mặt tiền trai của gia đình là số 1 đã chia tay với người cũ. Điểm lại những chương trình của Kim Tuấn Kiệt và Puka, có thể nhận thấy rằng mối quan hệ của cả hai không đơn thuần là tình bạn hay đồng nghiệp. Dù không lên tiếng phủ nhận hay xác thực, nhưng đến hiện tại loạt hint hẹn hò chất lượng của cặp đôi vẫn được netizen soi ra. Sáng ngày 9 tháng 7, dân mạng đã thi nhau chia sẻ khung ảnh Kim Tuấn Kiệt và Puka tổ chức đám cưới với nhau. Puka diện chiếc áo dài dành cho cô dâu, Kim Tuấn Kiệt lại cực bảnh bao và điển trai trong bộ vest trắng. Tuy nhiên, sự thật thì đây chỉ là những hình ảnh được xuất hiện trong những tập tiếp theo ở game show mà cả hai đang tham gia. Puka từng hiếm hoi khẳng định mình là hoa đã có chủ, nếu mà hỏi thì cũng chia sẻ thật lòng với mọi người rằng Puka cũng có bồ rồi, cũng lớn, trên hàng ba rồi nên bây giờ cũng đến tuổi yêu, mà thực ra là quá tuổi yêu rồi chứ nên là có bồ rồi. Cô còn tiết lộ tính cách người yêu trên sóng truyền hình. Về phía Kim Tuấn Kiệt, nam ca sĩ cũng từng tiết lộ về gu nửa kia. Tôi thích bạn gái cá tính, chững chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều. Khi được hỏi về Puka, Kim Tuấn Kiệt nói, chị ấy cũng cá tính. Nói chung là những người cá tính thì tôi đều thích. Trước nghi vấn tình cảm, họ khéo léo phủ nhận, cho biết chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết. Dù từng nhiều lần phủ nhận nhưng khán giả vẫn một mực tin vào chuyện tình của Puka và Kim Tuấn Kiệt bởi sự dễ thương và đẹp đôi. Nếu quả thực có một ngày nào đó Kim Tuấn Kiệt và Puka về chung nhà thì showbiz Việt sẽ có thêm một cặp đôi chàng ca sĩ, nàng diễn viên hài giống như Anh Tú và Diệu Nhi. Rose, Blackpink lộ thân hình gầy gò đáng báo động. Đây không phải là lần đầu Rose để lộ thân hình đáng báo động khi sụt cân nghiêm trọng. Mới đây nhất, hình ảnh của Rose trong một biểu diễn tại Paris, Pháp khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng.
Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ idol lộ diện với vẻ ngoài gầy trơ xương, tay chân khẳng khiu. Đây không phải là lần đầu Rose để lộ thân hình đáng báo động khi sụt cân nghiêm trọng. Vốn biết tặng người Rose mỏng manh, cô nàng sở hữu thân hình chuẩn mực không mỡ thừa, cực kỳ hợp phong cách thời trang cao cấp. Thế nhưng gần đây, fan tình ý nhận ra Rose ngày càng sụt cân đáng báo động. Trong sân khấu cá nhân, giọng ca của nhóm Blackpink đã lộ xương sườn gầy gò khi thực hiện vũ đạo Underground. Việc ngày càng gầy có thể là do chế độ làm việc dày đặc, ít thời gian nghỉ ngơi. Rose và Blackpink đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, đi đôi với hào quang nổi tiếng chính là khối lượng công việc khổng lồ. Thời gian qua, cô nàng liên tục chạy tour toàn cầu cùng chị em tham gia nhiều sự kiện cá nhân và đảm bảo lịch làm việc. Cô nàng truyền đi năng lượng tích cực, hết mình trên sân khấu và thường chia sẻ cho fan những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống. Nhưng chắc chắn, không thể tránh khỏi sức khỏe bị ảnh hưởng bởi lịch trình khắc nghiệt. Fan mong Rose sẽ dành được quãng thời gian nghỉ ngơi hợp lý và có thể làm những điều tốt nhất cho bản thân. Rầm rộ ảnh Cát Phượng thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa. Sau mối tình không trọn vẹn, ngày 9 tháng 6 Cát Phượng xác nhận đã có bạn trai mới. Cặp đôi đã có hơn một năm yêu nhau. Theo chia sẻ, nửa kia không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, là fan trung thành suốt nhiều năm của Cát Phượng và đang sống tại Mỹ. Mới đây nhất, hình ảnh Cát Phượng diện váy cưới xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Cát Phượng khoe nhan sắc rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc váy cưới. Chính những chi tiết này đã khiến nhiều người nghi ngờ nữ diễn viên sắp lên xe hoa với bạn trai sau khi công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, thực chất, đây chỉ là những hình ảnh được ghi lại trong dịp Cát Phượng đến thăm studio váy cưới của người quen. Nữ diễn viên cũng là người ngỏ lời muốn mặc thử những thiết kế dành cho ngày trọng đại. Bên cạnh đó, Cát Phượng cho biết bản thân đang hạnh phúc trong tình yêu và hứa hẹn khi bạn trai về thăm cả hai sẽ cùng nhau chụp bộ ảnh cưới để kỷ niệm. Trước đó, Cát Phượng và con trai Bom cũng từng có một bộ ảnh cưới gây bão để kỷ niệm dịp đặc biệt. Trước đây, Cát Phượng từng dành nhiều lời ngọt ngào để nói về bạn trai mới. Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ anh ấy. Chưa ai hỏi tôi ăn cơm chưa, đi làm như thế nào, nhưng anh ấy thì ngược lại, anh ấy quan tâm tôi nhiều. Bạn trai cũng hay dặn tôi, ăn uống, tôi là người hay quên nên có được trải nghiệm đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đến tối về anh ấy lại gọi điện hỏi thăm tôi, chúc ngủ ngon, thậm chí còn dặn dò tôi đủ thứ, từ chút một. Điều đó khiến tôi cảm thấy được bảo vệ và che chở. Cát Phượng từng có mối tình kéo dài hơn một thập kỷ với Kiều Minh Tuấn. Xong, năm 2022 cả hai xác nhận đường ai nấy đi vì không còn hợp nhau. Hiện tại, Cát Phượng đang tập trung hoạt động nghệ thuật và chăm sóc con trai tên Bom. Chipu được fan Trung tiếp sức hoành tráng trước chung kết. Hành trình đạp gió 2023 của Chipu tại Trung Quốc dần đi đến những phần thi cuối cùng. Sau những sân khấu hoành tráng, những tiết mục trình diễn táo bạo mà nữ ca sĩ cùng đồng đội của mình mang đến đã khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng Chipu sẽ tiến sâu trong mùa giải năm nay. Đồng thời, lượng fan của cô nàng tại quốc gia này cũng ngày một tăng lên đáng kể. Mới đây, cộng đồng người hâm mộ của Chipu tại Trung Quốc thu hút đông đảo sự chú ý khi cùng nhau thực hiện một dự án để ủng hộ tinh thần cho nữ ca sĩ trước thềm chung kết sắp tới. Cụ thể, hoạt động nổi bật nằm trong dự án này chính là sử dụng xe bus 2 tầng có in hình ảnh của Chipu nhằm quảng bá cho sân khấu tại vòng chung kết. Ngoài ra, fan của Chipu tại đất nước tỷ dân còn chi số tiền không nhỏ để quảng cáo hình ảnh nữ ca sĩ trên màn hình LED cỡ lớn. Các chiến dịch quảng cáo nhằm tôn vinh thần tượng bằng cách này đã không còn xa lạ gì với một số thị trường giải trí nổi tiếng trong khu vực cũng như ở thế giới. Tuy nhiên, việc Chipu là một nghệ sĩ Việt Nam nhưng lại được các fan xứ Trung hết lòng ủng hộ bằng nhiều hình thức, thậm chí còn cùng nhau thực hiện dự án quảng cáo hình ảnh trên các màn hình LED khiến người hâm mộ tại nước nhà vô cùng tự hào và hạnh phúc. Đặc biệt, cộng đồng fan Chipu tại Trung Quốc còn đăng bài kêu gọi khán giả Việt hãy gửi những video liên quan đến nữ ca sĩ để chung tay cùng nhau thực hiện dự án đặc biệt này nhằm mục đích tiếp sức cho Chipu ở chặng cuối của hành trình đạp gió 2023. Với những hành động thiết thực mà cả hai cộng đồng fan tại Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện sẽ phần nào giúp cho Chipu có thêm nhiều động lực để bứt phá hơn tại chung kết đạp gió sắp tới. Rất ít nghệ sĩ Việt làm được như thế này, bao nhiêu cố gắng của chị này đã được đền đáp, chúc chị sẽ có một đêm thi thật thành công. Chuyên mục tin tổng hợp đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.